mến chào quý cô chú anh chị à, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh youtube nhà đất thì hôm nay em xin phép chia sẻ cho quý anh chị mình một căn nhà rất là to luôn ở nhà thì có dòng tiền sẵn luôn mua bán là kinh doanh à, cho thuê cũng rất là ok luôn anh chị à, một căn nhà một sẹt đường tân kỳ tân quý à, rất là gần đây đường trước mặt mình là đường uh, dương thị tước anh chị đó mình có thể đi đường dương thị tước vô cũng được đường xá rộng rãi đó, xe hơi mình có thể để trong nhà được luôn nha anh chị đó, anh chị đi dương thị tước vào nhà mình á, thì có địa chỉ là của tân kỳ, một sẹt của tân kỳ tân quý nhưng mà anh chị đi đường dương thiệu tước thì đường xá nó rộng rãi thông thoáng luôn này một căn nhà có diện tích rất là lớn ngang 5 m ba dài 15 m nha anh chị nó kết cấu giống như anh chị thấy đây một trệt 3 à, ba lầu ha anh chị Đó, một trệt 30 lầu ba, một trệt ba lầu đường xá thì đúc thì bê tông cốt thép ha anh chị hiện tại á, thì đang có 8 phòng ngủ 10 nhà vệ sinh ha có thể kinh doanh vừa ở vừa cho thuê rất là thuận tiện nha anh chị hiện tại thì chủ nhà họ cũng đang ở và cho thuê luôn đó anh chị này đây là đường dương thiều tước nè đây là mặt tiền đường dương thiều tước đường này thì anh chị có thể đi xe hơi rất vô tư rồi phía trước mình là đường cái nhà xanh xanh lá xanh dương đó anh chị là đường lê liễu nó dương thiều tước lê liễu anh chị có thể đi xe hơi thì đi đường đó còn ở đây là anh chị sẽ ra lại um, tân kỳ tân quý thì một tí nữa em sẽ chạy từ aeon mon tân phú chạy về căn nhà của mình đó, rất là gần luôn cách Aeon Mall Tân Phú chắc khoảng tầm uh, 3 phút à, 2 phút 2 phút mà không tới 3 phút chắc khoảng tầm 2 phút thôi anh chị đường xá rộng rãi thông thoáng ha và đây là một vài hình ảnh bên trong căn nhà nè đó thì đây là cái mặt tiền phía trước á, ngay cái cổng lớn anh chị thì người ta sẽ để ở bên hông là một cái cổng phụ nữa thì phía phía sau là để chạy xe thẳng vào trong và để ở dưới ở trên người ta cho thuê ha hiện tại thì đang có 8 phòng ngủ 10 nhà vệ sinh đó, anh chị có thể cải tạo lại để um, xây dựng cải tạo lại thêm thêm phòng nó cũng được nếu anh chị kinh doanh cho thuê hết còn cái này là họ chủ nhà họ tận dụng vừa ở và vừa cho thuê đó, kết cấu là một trệt ba lầu nhà có diện tích rất là rộng ngang 5 m ba dài 15 m nha anh chị giá chủ nhà hiện tại đang mong muốn là 6 tỷ 500 triệu đó và đây á, thì em sẽ chạy từ khu vực Aeon Mall Tân Phú này anh chị em sẽ chạy về căn nhà của mình chắc khoảng tầm 2 phút là tới nhà thì em sẽ đi theo cái địa chỉ của Tân Kỳ Tân Quý Cho anh chị mình dễ hình dung cái vị trí à, Còn em sẽ chỉ cho anh chị cái đường Dương Thiều Tước Để nếu mà anh chị đi xe hơi Mình có thể đi đường đó được Nó về có thể à, cải tạo lại cái cửa Là mình xe hơi mình có thể ngủ trong nhà luôn nha anh chị Tại vì diện tích ngang rất là Rất là đẹp <laughs> này Nên anh chị đó. Thì à, từ ngay ông Tân Phú Anh chị chạy lên tí xíu là sẽ có đường Tân Kỳ Tân Quý rồi anh chị quẹo trái tí xíu tân kỳ thân quý là sẽ tới cái cái hẻm đến vô nhà mình Đó. từ uh, từ đây nè từ nút giao này anh chị chạy lên cho khoảng tầm uh, 100m bên tay phải nha anh chị Đó. khu vực này thì uh, kinh doanh mua bán thì uh, nhà này thì mình có thể là cho thuê là rất là ok rồi uh, trong hẻm thì uh, anh chị kinh doanh mua bán cũng hơi khó nhưng mà cho thuê rất là ok nha anh chị đây đây là cái đường dương thiệu tước nên chị nó anh chị quẹo vô nếu như anh chị đi xe anh chị sẽ đi vô đường này nó là đường dương thiệu tước anh chị để ha đó còn anh chị nào mà uh, anh chị nào mà đi xe máy thì mình có thể đi theo cái hướng dẫn của em em sẽ chỉ anh chị cho nó dễ cũng cũng tới nhà được nhanh chị đó anh chị nào quan tâm căn này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới uh, 0949900589 chín Em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng và giá cả nha anh chị. Đó. Chị đã tới đây xíu là anh chị sẽ quẹo vô. Này, đây là cái hẻm trước nhà mình anh chị. À, xin cảm ơn anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại anh chị vào video sau.